Trong lúc đang khẩn trương di rời phương tiện thiết bị ra khỏi khu vực nguy hiểm, ba cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng và một người dân đã bị đất đá từ trên đồi cao đổ ập xuống, vùi lấp phần lớn chốt cảnh sát giao thông đèo Bảo Lộc cùng bốn nạn nhân. Các anh ra đi là sự mất mát, đau thương lớn đối với người thân, đồng đội và nhân dân. Để rồi tiếng nhạc hồn tự dĩ hòa cùng tiếng khóc và sự tự hào vang lên tiễn biệt ba chiến sĩ với nơi an nghỉ cuối cùng. Sáng ngày 2 tháng 8, Nam Tây Nguyên vẫn rụt rùi đổ mưa, tiếng nhạc hồn tử sĩ ảm đạm vang lên. Linh cữu ca anh nằm trọn trong hơi ấm gia đình, đồng đội và nhân dân với nơi an nghỉ cuối cùng. Dưới đây là những khoảnh khắc vô cùng xúc động khi tiễn đưa ca anh về nơi yên nghỉ. Mặc kệ như cơn mưa như chút rơi trên vai người chiến sĩ, Hàng trăm người thân, đồng đội, nhân dân đã tới tiễn đưa ba cán bộ cảnh sát giao thông hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ, ứng cứu thảm họa thiên tai tại đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng về nơi an nghỉ cuối cùng. Những ngày qua, ngay khi tìm được Trung tá Nguyễn Khắc Thường, sinh năm 1981, Thiếu tá Lê Quang Thành, sinh năm 1977 và Đại úy Lê Ánh Sáng, sinh năm 1990, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, cơ quan đồng đội đã tổ chức tang lễ cho các anh. Trên sự hy sinh anh dũng của các đồng chí, ai cũng bất ngờ, xót xa vô hạn. Càng đau buồn thương tiếc hơn khi mới đây thôi, các anh vẫn cùng nhau công tác, đảm đương nhiệm vụ trên đèo Bảo Lộc, tuyến đèo Huyết Mạch nối liền Lâm Đồng với các tỉnh miền Đông Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày có lưu lượng phương tiện qua lại rất đông. Những năm qua, giao thông trên đèo Bảo Lộc được thông suốt, liên tục có sự đóng góp rất lớn của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng, trong đó có trung tá Nguyễn Khắc Thường, thiếu tá Lê Quang Thành và đại úy Lê Ánh Sáng. Mới đây thôi, buổi sáng trước lúc hy sinh, chiều ngày 30 tháng 7, thiếu tá Lê Quang Thành vẫn cùng vợ con ăn sáng trước khi vượt 130 km xuống đèo Bảo Lộc làm nhiệm vụ. Chị Huệ, vợ thiếu tá Lê Quang Thành cùng các con không ngờ, đó chính là bữa ăn đoàn viên cuối cùng của gia đình chị. Đối diện với người chồng đã anh dũng hy sinh trong thời bình, chị Huệ và con gái nấc lên từng hồi nghẹn ngào. Chỉ trong khoảnh khắc, chị đã mất chồng, các con của chị mất cha, đó là nỗi đau không gì bù đắp được. Còn đối với ông Lê Ngọc Vĩnh, sinh năm 1952, quê huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, bố của đại úy Lê Anh Sáng, đã cùng người thân trong gia đình vượt hơn 1.000 km vào thành phố Bảo Lộc để tiễn đưa con mình về cõi Vĩnh Hằng. Chỉ cách đây ít ngày, đại úy Lê Ánh Sáng và gia đình còn ngập tràn niềm vui, hạnh phúc với lễ ăn hỏi cho anh. Hai bên gia đình ấn định vào ngày 12 tháng 8 này, đại úy Lê Ánh Sáng sẽ lập gia đình với lễ cưới được tổ chức ngay tại Lâm Đồng, nơi anh nhận vào công tác từ năm 2017. tai họa bất ngờ ập tới trong lúc đồng chí Sáng cùng đồng đội thực thi nhiệm vụ đảm bảo cho tuyến đèo Bảo Lộc được thông suốt trong mùa mưa bão. Vậy là một đám cưới đẹp chỉ ít ngày nữa diễn ra của đại úy Lê Anh Sáng vô chốc trở thành nỗi xót xa, đau đớn tột cùng của gia đình, đồng đội và nhân dân. Trước lúc hy sinh, Trung tá Nguyễn Khắc Thường còn gọi điện về cho vợ con, căn dặn hai con, hỏi thăm sức khỏe của người cha. Gia đình không ngờ đó lại chính là cuộc gọi cuối đời, cuối cùng của đồng chí về cho vợ con và người thân. Chị Vân, người thân của Trung tá Nguyễn Khắc Thường nghẹn ngào cho biết, anh thường là người sống rất tình cảm, hòa đồng với mọi người, nên được anh em họ hàng và bà con lối xóm thương mến. Khoảng 15 giờ ngày 30 tháng 7, cả nhà bàng hoàng khi nghe tin đất đá vùi lấp chạm cảnh sát giao thông. Vợ của anh thường suy sụp hoàn toàn, đi không nổi, quá đau đớn. Sự ra đi đột ngột của ba cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng đã để lại nỗi đau đớn tột cùng cho gia đình, đồng đội và nhân dân Chính vì thế những ngày qua, hàng nghìn người tới từ các cơ quan, tổ chức, đồng đội, người thân, bà con lối xóm và cả những người từ nơi xa đã tới phúng viếng, chia buồn và tiễn đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Vâng thưa quý vị, lúc này người thân, làng xóm và cả nước đang hướng về ba chiến sĩ công an nhân dân và một người dân tử nạn trong vụ sạt lở tại đèo Bảo Lộc. Có những người đang từng giờ từng phút chờ đón linh cữu liệt sĩ trở về nhưng có người đã nức nở vì sự thực ca anh ra đi không hẹn ngày về. Thật đau xót nhưng cũng thật tự hào khi có những mất mát trong thời bình khiến đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa. Xin được thắp nén hương lòng, tri ân và vĩnh biệt ba chiến sĩ can trường. Sáng ngày 2 tháng 8, lễ truy điệu ba đồng chí được diễn ra vô cùng trang nghiêm. Theo nguyện vọng của người thân, Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ đưa đồng chí về an táng tại quê nhà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, nơi anh sinh ra và lớn lên. Nhìn người tóc bạc tiễn cải đầu xanh, không ai kìm được nỗi xúc động xót xa. Cụ thể sáng ngày 2 tháng 8 tại thành phố Đà Lạt, lễ truy điệu thiếu tá Lê Quang Thành được công an tỉnh Lâm Đồng thực hiện lúc 6 giờ 30, lễ di quan lúc 7 giờ cùng ngày tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng Lâm Đồng, lễ truy điệu trung tá Nguyễn Khắc Thường diễn ra lúc 7 giờ ngày 2 tháng 8, lễ di quan lúc 7 giờ 30 phút cùng ngày. Tại thành phố Bảo Lộc, lễ truy điệu Đại úy Lê Ánh Sáng diễn ra lúc 12 giờ 30 phút ngày 2 tháng 8, lễ di quan lúc 13 giờ cùng ngày. Trung tá Nguyễn Khắc Thường và thiếu tá Lê Quang Thành được người nhà an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Lạt. Riêng Đại úy Lê Ánh Sáng, theo nguyện vọng của gia đình, Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ đưa đồng chí về an táng tại quê nhà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, nơi anh sinh ra và lớn lên. Trung tá Phạm Vũ Hùng, đội trưởng đội tuyên truyền điều tra, giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, tổ công tác cho cảnh sát giao thông đèo Bảo Lộc có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong việc giữ gìn trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đèo huyết mạch nối lên Lâm Đồng với các tỉnh Đông Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến đèo dài hơn 10 km, hàng ngày lượng phương tiện qua lại rất đông, nhất là lễ Tết và mùa du lịch, nhưng chỉ có một chiều lên và một chiều xuống nhiều năm qua đèo bảo lộc thường xuyên xảy ra những vụ va quẹt tai nạn giao thông chỉ cần xảy ra một vụ tai nạn nhẹ cả đèo bảo lộc sẽ ủn tắc cục bộ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc lưu thông của các phương tiện nhiệm vụ hàng ngày của các anh không chỉ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giao thông phòng ngừa các vụ tai nạn mà còn chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý đường bộ để kịp thời xử lý khắc phục những điểm sạt lở nhất là vào mùa mưa bão nhằm đảm bảo thời gian luôn thông suốt Công việc của lực lượng chốt cảnh sát giao thông đèo Bảo Lộc quanh năm vất vả và rất áp lực. Trung tá Phạm Vũ Hùng cho biết, có nhiều anh em, nhất là cao điểm mùa du lịch hoặc thực hiện các chuyên đề tăng cường kiểm tra, xử lý phương tiện vi phạm giao thông, cả tháng mới được về nhà một lần. Hay mỗi khi có tai nạn xảy ra, nhất là sạt lở đất, các đồng chí phải thức và làm việc xuyên đêm để thông đường. Trước đó, chiều 31 tháng 7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cũng đã ký quyết định công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với ba cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn tại đèo Bảo Lộc. Ngày 1 tháng 8, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký quyết định số 900 tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 đối với Trung tá Nguyễn Khắc Thường, Thiếu tá Lê Quang Thành và Đại úy Lê Ánh Sáng cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Như đã thông tin, trong thời gian từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7, do ảnh hưởng của cơn bão số 1 và số 2, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra tình trạng mưa lớn kéo dài, gây nguy cơ sạt lở rất cao. Đặc biệt, trong ngày 30 tháng 7, tình trạng mưa lớn diễn ra từ sáng sớm gây tình trạng sạt lở đất đá với khối lượng lớn, cây cối gãy đổ xuống đường gây chia cắt giao thông nghiêm trọng. Nhiều phương tiện giao thông đang lưu thông tại đèo Bảo Lộc bị đất đá đẩy trôi, cây xanh bật gốc đè lên dây điện trung thế chắn ngang đường, gây ách tắc giao thông nhà cửa, tài sản của người dân tại khu vực đèo Bảo Lộc bị hư hỏng, gây thiệt hại nặng nề và có nguy cơ tiếp tục sạt lở, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân. Trên tình hình cấp bách nêu trên, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phòng cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát cơ động, phối hợp Công an thành phố Bảo Lộc, Công an huyện Đạo Hoai khẩn trương thực hiện các biện pháp cứu nạn cứu hộ, tiến hành điều tiết giao thông, cảnh báo khu vực sạt lở nguy hiểm, cấm các phương tiện và người đi lại toàn tuyến đèo Bảo Lộc đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng tại địa phương huy động lực lượng xử lý, giải phóng đất đá, cây cối gãy đổ nhằm sớm thông tuyến đường và hỗ trợ người dân trong khu vực sạt lở nguy hiểm di rời người và tài sản đến nơi an toàn. Thưa quý vị, những hình ảnh về cán bộ cảnh sát giao thông Lâm Đồng cùng người dân dịch chuyển từng tảng đá sạt lở trên đèo Bảo Lộc lúc mưa bão đang diễn ra được lan truyền trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người đây là những hình ảnh đẹp vì nhân dân phục vụ của những cán bộ cảnh sát giao thông trước lúc hy sinh luôn động mãi trong lòng dân